là cây mai có kích thước khủng, tuổi đời hơn 100 năm. Chiều cao 4 mét, tán rộng, có 5 thân, mang ý nghĩa ngũ phúc, gồm phước, lộc, thọ, an, khang, có giá lên đến 3 tỷ đồng. Mai có búp to, đều và hoa sẽ nở rộ đúng lúc vào dịp Tết mỗi năm. Đây cũng là gốc mai có tuổi đời lâu năm, giá trị nhất tại chợ Hoa Tết Đà Nẵng Xuân Giáp Thìn 2024 trên đường Văn Đăng Lưu ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ngoài ra còn rất nhiều loại cây cảnh khác được rao bán với nhiều mức giá khác nhau. Nhiều người đến tham quan gốc mai cổ thụ trăm tuổi đã ví von gọi bằng cụ. Chủ nhân của gốc mai là anh Trương Hoài Phong đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Anh Phong cho biết cây mai thuộc giống mai hồng diệp, giống cúc, với điểm độc đáo khi có 5 thân, búp to, đều. Gốc mai này được gia đình anh truyền qua 3 đời chăm sóc với tuổi đời hơn 100 năm. Đây là lần thứ 8 anh Phong đưa cụ mai cổ thụ này xuống chợ Hoa Tết Đà Nẵng, chủ yếu là trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng, thưởng hoa và cho khách tại thành phố Đà Nẵng thuê chứ không bán. Ngoài ra anh Phong còn mang đến 200 gốc mai lớn nhỏ, đa dạng kiểu dáng, giống cây từ vùng đất phố núi Đại Ngàn để phục vụ người dân trong dịp Tết. Đối tượng khách hàng mà anh hướng đến chủ yếu là khách thuê mai. Giá thuê mỗi gốc mai cổ thụ dao động từ 30 đến 150 triệu đồng.